Xin chào mọi người và tiếp tục những chủ đề về đầu tư tài chính thì có lẽ trong thời gian gần đây chứng khoán Việt Nam là một trong những cái kênh rất là nóng và thu hút được sự quan tâm và hứa hẹn sẽ bùng nổ tiếp tục trong 2021. Thì nhân những số đầu năm thì chúng tôi xin được phép gọi là recap, review lại một tí về 2020 cũng như là một số cái lưu ý cho năm 2021 và xin mời quay trở lại với trường quay anh Nguyễn Cường, broker đến từ SSI. Sẽ chia sẻ với ta góc nhìn về thị trường chứng khoán Việt Nam. Đầu tiên thì mình đánh giá lại một năm 2020, một cái năm gọi nó là biến động, một năm Covid khủng hoảng, nhưng mà thị trường chứng khoán Việt Nam thì có điểm gì nổi bật? Anh Cường có thể cho một cái bức tranh đánh giá lại, tổng kết lại. Đầu tiên thì tất cả chúng ta đều thấy là thị trường hiện tại đến thời điểm hôm nay là thị trường là tăng rất là mạnh rồi. VN-Index vượt 1.100 điểm đúng không ạ? Kết năm 2020, điểm số cũng vượt qua cái mốc đấy thì nó gần như nó đánh bại tất cả những cái dự đoán của hầu hết tất cả nhà đầu tư cũng như là các công ty chứng khoán khi mà nhận định về điểm số chung của thị trường. Tại vì đầu năm đấy, chúng ta được chứng kiến một cái đợt làn sóng Covid lần đầu tiên. Nếu như anh Khánh có thấy về cái thị trường thời điểm đấy, hầu hết là các cổ phiếu đều bán sàn và tạo đáy của VN-Index là ngày 24 tháng 3. Đấy, lúc đó là chỉ số là rơi vào khoảng tầm 659 điểm. Thì cái nỗi sợ hãi bao trùm toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam và lan ra cả không phải không hẳn ở nước ta mà còn ở trên toàn cả thế giới luôn. Và thời điểm đấy thị trường Dow Jones cũng rất là mạnh đúng không ạ? Thì có những cái động thái của Fed hành động rất là nhanh, đó là việc giảm ngay lãi suất 0% đấy, rơi về thấp nhất của lịch sử và giảm liên tục đúng không ạ? Kèm theo đó thì Việt Nam mình cũng bắt sống cùng với thế giới, đó là gì, cũng giảm lãi suất. Đó là lần đầu tiên ngân hàng nhà nước Việt Nam mình giảm lãi suất ở năm 2020 thời điểm đó. Nhưng sau đó gì, tiếp tục gì, thị trường vẫn bị bán tháo hàng loạt. Và đúng như những cái gì mà chúng ta sẽ thấy là khi những cái thông tin tiêu cực nhất diễn ra thì thị trường bắt đầu tạo đáy. Đó đến từ cái việc là khi mà tất cả các báo đài hay là những thông tin mà nếu chúng ta tham đọc những cái truyền thông thì anh Khánh sẽ thấy là những cái thông tin về Covid nó rất là làm cho chúng ta sợ hãi, tiêu cực đó. Nó rất là tiêu cực. Chúng ta không hiểu là cái thứ virus này, virus này nó sẽ như thế nào cả đúng không ạ? Thì những cái tác động như vậy làm cho tất cả nhà đầu tư họ đều bị bán tháo ra. Nhưng đâu đấy len lỏi bên đấy là quy luật của thị trường chứng khoán, đó là khi tin xấu nhất ra thì đôi khi thị trường lại tạo đáy. Và cái dòng tiền thông minh nó bắt đầu ồ ạt đổ vào. Bắt đầu thị trường của chúng ta thì VN-Index thì nó trễ pha hơn so với thị trường thế giới, đó là chúng ta tạo đáy sau đó là khoảng tầm một tuần là rơi vào đó khi mà chúng ta ra cái thông tin giãn cách xã hội, là đâu đó là ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4, ngày 1 tháng 4 là bắt đầu thị trường tạo đáy đi lên và đi lên rất là mạnh mẽ. Nó làm cho cái sự nghi ngờ của tất cả mọi người đều nhìn, bởi vì chúng ta gì, tất cả những ai tham gia thị trường trước đó họ bị sụt giảm tài khoản rất là nhiều rồi và họ bị cái nỗi ám ảnh sợ hãi bán sàng lọc lúc đó thì họ không dám mua vào, nhưng thị trường càng ngày càng tăng lên. Bắt đầu những cái gì nó bắt đầu sự phản ánh của cái việc tăng lên nó được giải thích dần dần khi thị trường bắt đầu tăng lên 820 và thậm chí một mặt lên tới gần 900 điểm. Thì đó thị trường mới thể hiện qua những cái thông tin và chúng ta thấy được gì ạ? Việt Nam mình là một trong những cái nước gì kiểm soát dịch rất là tốt trên thế giới. Đấy, đó là một cái điểm mà lưu ý ở cái việc mà chúng ta làm được một cái điều cực mà không phải ở nước nào trên thế giới cũng làm được. Mặc dù trước đây nền y học nếu mà chúng ta xét về Pháp, Anh hay là những nước châu Âu và gì Mỹ thì rõ ràng vượt trội hơn rất nhiều so với Việt Nam mình, nhưng mà một đất nước nhỏ bé lại làm được một điều phi thường như vậy. Đấy, thời gian gần đây thì rõ ràng cái tác động rất mạnh mẽ từ nhà đầu tư mới mở tài khoản F0 đó, chúng ta thấy một cái lực rất lớn tác động lên thị trường. Nhưng mà còn những nhà đầu tư lớn, những con cá mập thì sao, trong thời gian sắp tới động thái của những cái nhà đầu tư vốn lớn thì sẽ ảnh hưởng thế nào tới thị trường? Thì cái câu hỏi này cũng rất là hay, khi mà gần đây nhất thì KFS cũng đưa ra được cái hiệu quả, thống kê hiệu quả về những cái quỹ đầu tư ở Việt Nam mình như thế hiện tại đúng không ạ? Thì năm nay lại là một năm rất đặc biệt khi mà tất cả các quỹ đều có một mức sinh lời rất là tốt. Là 2020 đúng không? Đúng rồi, năm 2020 nó đi ngược lại với tất cả những gì chúng ta chứng báo tài chính không mà thấy thì, cơ hội trong khủng hoảng họ là những cái người mà giải ngân rất là mạnh mẽ thời điểm mà khi mà tiêu cực xảy ra hồi tháng 3, tháng 4 đúng không ạ? Đấy, thì cái tỷ suất sinh lời chẳng hạn như là đạt cao nhất trong lịch sử tham gia của thị trường khi của quỹ BIN chẳng hạn, Alex toàn thì dân đây là đấy không à. Đây là cũng là một cái quỹ mà liên tục đưa ra những cái bài mà phân tích nhận định VN-Index sẽ vươn lên là 1.800 điểm. Đấy, thì luôn luôn bị rất là nhiều đầu tư khi đọc vào cái thông đọc vào thì họ
không đánh giá cao những cái bài phân tích này, nhưng mà kiểu lạc quan quá hả, kiểu lạc quan quá hả? Lạc quan quá, nhưng mà bây giờ nó đang thể hiện ra những cái gì, thị trường mình rất là mạnh. Tại vì xét trên cái gì, họ đánh giá dựa trên là chỉ số B/E chẳng hạn, thì thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta gì, như vừa chia sẻ ở trên, thì chúng ta thấy là chúng ta rẻ hơn đấy, rẻ hơn rất là nhiều so với những cái thị trường ở trên thế giới. Ok, cụ thể hơn đó là ở bên Thái Lan luôn luôn cao hơn thị trường chúng ta khoảng tầm 2 điểm đấy, thì chúng ta thấy là thị trường chúng ta vẫn đang rất hấp dẫn, đúng không ạ? Và thêm một cái nữa đó là trên cái việc là tham gia thị trường, chúng ta hiểu là cái quy luật cung cầu đấy. Tất cả mọi người đều về một mục tiêu chung thôi, đó là chúng ta tìm kiếm lợi nhuận, đúng không ạ? Thật sự bản chất lên thị trường ai cũng là tìm kiếm lợi nhuận, đúng đúng không ạ? Thì các quỹ cũng vậy, họ chỉ là những người góp phần tạo lập vào thôi, để gì, làm cho thị trường gì đấy, đi lên một cách ổn định nhất có thể, đúng không? Tất nhiên là có những cái thời điểm thị trường thì gì, các quỹ họ sẽ tác động lên một phần nào đó. Nhưng đến thời điểm bây giờ, khi mà thanh khoản thị trường lên 14.000 tỷ thì các quỹ họ gì ạ? Họ không còn quá là có thể ảnh hưởng lên chỉ số là bao nhiêu nữa cả. Cái sự tác động đúng. Nó không lớn như hồi xưa nữa. Đúng rồi, bởi vì tính thanh khoản nó quá lớn nhờ mấy ông mới. Đúng rồi. Mà anh Khánh sẽ thấy là cách đây 3-5 năm thì khi mỗi lần nghe đến cái ngày review quỹ chỉ số đi ạ, đúng không? Thì mỗi cái phiên review đấy thì làm cho tác động lên chỉ số ADC, phiên nó biến động rất là mạnh. Đấy, tại vì thanh khoản thị trường hồi xưa là bao nhiêu? 3-5.000 tỷ thôi, đúng không ạ? 5.000 tỷ rất là mạnh, nhưng bây giờ gấp 5, gấp 3. Bây giờ thanh khoản thị trường lên còn gì? 2-3 lần, đúng không? Có những thời điểm thị trường như phiên hôm nay là tăng đến gì? Gần 15.000 tỷ thì chúng ta sẽ thấy là gì? Cái vốn hóa của các quỹ kia nó không còn gì có thể tác động lên được nữa, mỗi cái lần review của nó hay là những cái mua bán của nó tác động lên cổ phiếu, đúng không? Chúng ta là thực sự thị trường chúng ta đang lớn dần lên, trưởng thành hơn và được thu hút rất là nhiều cái gì, dòng vốn đầu tư vào đấy, dòng vốn đầu tư vào đấy. Chứ nghe qua thì rõ ràng thấy là toàn tín hiệu màu hồng không tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, nhưng mà bên cạnh những cái điều tích cực thì có những cái điểm nào cần phải lưu ý về sự rủi ro hoặc là những cái điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý để tránh mất tiền? Bất cứ một cái khi chúng ta tham gia thị trường thì chúng ta luôn luôn phải quản trị rủi ro. Đó là yếu tố kiên quyết rồi. Tức là khi thị trường đang tốt thì cái cách cái hành vi giao dịch nó sẽ như thế nào? Thị trường thì đang tốt. Cái rủi ro mà khi hiện tại đến thị trường này nhỉ? Nó chỉ đúng là do thị trường tăng nhiều quá rồi. Ok. Đúng không? Và tới lúc giảm. Đúng không? Khi mà thị trường tăng nhiều quá rồi thì nó sẽ có những cái nhịp rung lắc hay là điều chỉnh hoặc là giảm. Mình có dự báo cái đợt điều chỉnh sắp tới là như thế nào? Thì bây giờ là thị trường chúng ta là gì ạ? Là chúng ta đã chứng kiến thị trường tăng, thì cái thị trường nó là kéo dài là từ vùng 780 điểm cho đến kéo dài lên và có những nhịp rung lắc ở quanh vùng 1.000, đúng không ạ? Sau đó thì tăng lên bây giờ là hơn 1.100 điểm, đúng không ạ? Thì có thể là chỉ số có thể kéo tới vùng quanh khoảng là 1.150 điểm. Tương tự là VN30 sẽ là quanh vùng 1.100 điểm. Sau đó thì đâu đấy là ở cái vùng này là cái vùng kháng cự tâm lý. Thật sự thì ở trên phân tích kỹ thuật nó chỉ chúng ta vẽ Fibo hay tất cả những đo đạc chỉ số nó chỉ là ở những cái vùng mà chúng ta nhận định là vùng đó là nhạy cảm và nó sẽ ra những cái nhịp điều chỉnh gì. Nhưng mà bản chất xu hướng thị trường vẫn là một xu hướng uptrend. Đấy. Theo okay. data thì cái xu hướng này nó sẽ còn tiếp diễn. Đấy. Thì với những cái thông tin mà từ vĩ mô cho đến gì trong nước thì chúng ta sẽ thấy được cái việc gì nền kinh tế hay là những cái sự hồi phục chính sách thì nó vẫn ủng hộ cho thị trường tiếp tục tăng. Tất nhiên là chúng ta chỉ xét những yếu tố đó trên chung và dài hạn thôi, còn những cái ngắn hạn khi mà thì bản chất thị trường nó vẫn xoay quanh cái việc là phản ánh giữa cái việc là cung và cầu. Đấy, khi mà lượng bán nó áp đảo thì thị trường sẽ điều chỉnh thôi, đúng không? Một cái thông tin mà cũng thời sự trong mấy gần đây báo chí có đưa tin đó là cái chuyện là Mỹ gán cho Việt Nam cái việc là thao túng tiền tệ, thì cái này nó ảnh hưởng như thế nào đến thị trường? Cái này vẫn đang là trong quá trình là mới là gắn, đúng không? Chưa phải là một cái kết luận cuối cùng của bên Mỹ đưa cho Việt Nam mình. Thì tiêu chí nào mà Mỹ lại gắn cho Việt Nam mình thì nó đến từ 3 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất nó đến từ là thặng dư thương mại song phương giữa Mỹ và Việt Nam mình. Đó là Việt Nam mình xuất khẩu sang Mỹ là gần như là Mỹ là thị trường xuất khẩu Việt Nam mình lớn nhất, đúng không ạ? Thế thì cái thặng dư này nó lớn hơn gì? Hơn 20 tỷ đô. Thì nó là dẫn đến cái việc là tiêu chí thứ nhất chúng ta bị chính phải, đúng không ạ? Tiêu chí thứ hai là cái cán cân thanh toán, đó là chúng ta lại vượt qua gì? 2% GDP, đúng không ạ? Và cái thứ ba đó là cái gì? Kéo dài cái việc là mua đồng ngoại tệ đấy, trên 5% GDP. Thì nếu mà anh Khánh sẽ thấy là cái việc mà dịch chuyển cái lượng nhà FDI ấy, đầu tư vào Việt Nam mình rất là lớn, kể cả dịch Covid năm 2020 nhưng mà vẫn đạt đâu đó khoảng tầm 18 tỷ đô hút vào thị trường Việt Nam mình. Thì chúng ta thì phải bỏ đồng nội tệ ra để mua gì ạ?
để mua đô la đúng không ạ? Thế thì cái việc chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta sẽ vi phạm luôn cái tiêu chí thứ ba, đúng không ạ? Và ở ba cái tiêu chí này thì chúng ta đều bị cả ba, thế nên chúng ta sẽ bị cái GAMAC điều tra, đúng không ạ? Thì bây giờ ở trên phương diện là chúng ta vẫn đang gì? Hai bên cùng hợp tác để đưa ra những cái chính sách hay là đưa ra những cái phương án để giải quyết. Thực sự nếu như cái này mà có một cái kết luận ở bên Mỹ thì chúng nó sẽ gây ra cái ảnh hưởng rất là tiêu cực lên cả nền kinh tế lẫn thị trường. Tại vì nó sẽ là rào cản cho cái việc giống như là hàng ngành, việc chúng ta xuất khẩu sang Mỹ là một cái thị trường đang là gì? Một thị trường rất là lớn để chúng ta xuất khẩu, đúng không ạ? Tất nhiên là Việt Nam mình phải đưa ra những cái biện pháp. Đầu tiên là chúng ta phải hạn chế cái việc là những cái hàng hóa xuất khẩu không phải là xuất xứ ở Việt Nam mình mà đội lốt của Việt Nam mình xuất sang những nước khác, đúng không ạ? Cũng thêm là chúng ta gì? Phải hành động bằng cái việc là gì? Cái việc mua vào của cái đồng ngoại tệ như thế nào cho nó hợp lý để chúng ta gì? Không duy trì được một cái mức là gì? Không gây tác động quá lớn lên cái tỷ giá để xuất khẩu hàng hóa đi được hưởng lợi, đúng không ạ? Kèm theo đó là gì? Bây giờ cái tỷ giá Việt Nam mình bây giờ là khoảng tầm 23.000, đúng không ạ? Nó duy trì rất là ổn định. Vì sao là ổn định? Nếu anh Khánh chú ý là trong những năm vừa qua, chỉ có những năm năm 2019-2020 là Việt Nam mình điều hành cái tỷ giá rất là tốt. Tại vì ở cuối năm 2019, cái số liệu thống kê là chúng ta có dự trữ ngân sách ngoại hối là đâu đó khoảng 80 tỷ đô. Thì đến thời điểm cuối năm 2020, chỉ sau một năm thôi, nó lên tận 100 tỷ đô rồi. Đó là một mức tăng rất là tốt. Và đó cũng là một cái yếu tố mà khi chúng ta kỳ vọng năm 2021 là ngân hàng nhà nước sẽ giữ được cái tỷ giá cũng giống như là cái chỉ số lạm phát luôn luôn ở dưới mức khoảng tầm 4% và lãi suất nó rất là ổn định. Đấy, đó là ba cái nhân tố về chính sách tiền tệ cũng như là chính sách tài khoá mà ngân hàng nhà nước chúng ta làm rất là tốt trong thời gian qua cũng như là trong kỳ vọng trong thời gian tới, đúng không ạ? Đấy, đấy là những cái lưu ý cũng như những cái mà chúng ta cần phải hợp tác với bên Mỹ để đưa ra những cái phương án giải quyết để có lợi cho cả hai bên. Đấy, về cái vấn đề là như thế. Mà nó có tác động lên thị trường chứng khoán như thế nào không? Cụ thể thì cụ thể là như Cường vừa chia sẻ là với anh Khánh là gì ạ? Đó là khi mà chúng ta gì, cả hai bên mà nếu mà đưa hợp cùng trao đổi và thỏa thuận thành công thì nó lại không ảnh hưởng gì. Nhưng mà khi nếu như chúng ta bị áp những cái thuế như vậy thì thực sự những cái thuế như vậy sẽ gây ảnh hưởng lên gì? Ảnh hưởng lên cả nền kinh tế chúng ta chứ không phải là thị trường chứng khoán. Như chẳng hạn như là gần đây nhất là có cái cổ phiếu thủy sản Vĩnh Hoàng khi sau khi cái thông tin này đưa ra thì anh Khánh sẽ biết là cái cổ phiếu đó tăng giảm rất là mạnh, okay. Giảm liên tục 2-3 phiên. Tại vì trước đây Vĩnh Hoàng xuất khẩu thủy sản vào Mỹ hưởng được cái thuế là 0%. Nhưng bây giờ sau khi cái thông tin đó thì cái thuế của nó sẽ bị chịu một cái thuế. Nhưng theo như thông tin người biết thì cái thuế nó rất là nhỏ nhưng mà nó đâu đó nó tác động lên cái tâm lý gì ạ? Tâm lý nhà đầu tư. Khi họ nghe đến thông tin đó và bản chất nhà đầu tư tham gia trên thị trường họ bị một cái lỗi đó là họ không hiểu được cái bản chất của cái thông tin nó như thế nào và tác động như thế nào thị trường chứng khoán. Họ chỉ nghe cái là họ đúng sợ rồi. Thì họ bán. Đó là lý do vì sao hôm nay em phải nói kỹ hơn là vì sao Việt Nam bị gắn những cái tiêu chí nào và chúng ta đang làm gì và kỳ vọng trong thời gian tới chúng ta làm tốt không? Thật sự thì theo như những cái gì mà diễn biến đến thời điểm từ cái lúc thông báo đến giờ thì thị trường nó vẫn đang diễn biến rất là tốt và chúng ta vẫn đang làm rất là tốt và nhớ không nhầm thì là trong tháng 1 này sẽ có kết quả về cái việc điều tra như vậy, đúng không ạ? Thì còn nói cụ thể hơn về các nhóm ngành mà sẽ tăng trưởng trong 2021 để các nhà đầu tư có thể lưu ý là những nhóm ngành nào? Sau khi trao đổi với anh Khánh về những cái góc nhìn về tổng kết năm 2020, những cái sự kiện lịch sử hay điểm nhấn và những cái gì mà Fed hay là thị trường trên thế giới hay là những ngân hàng trung ương châu Âu hay là Việt Nam mình đã đưa ra những cái chính sách hay những cái hành động như nào trong cái việc là chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ nới lỏng, đúng không ạ? Chẳng hạn như Mỹ thì bơm ra những gói kích cầu hay là bơm ra những gói cứu trợ rất là mạnh tay, đúng không ạ? Bây giờ mà vừa rồi Donald Trump vừa ra một cái gói cứu trợ lần thứ hai, đúng không ạ? Đấy thì 900 tỷ và 1.200 tỷ, đúng không ạ? Và thường thường thì ở bên Mỹ thì sẽ là có nhiều gói liên tục, thì khả năng sắp tới thì ông Biden lên thì ông sẽ tiếp nối cái việc đó. Và cái đến bây giờ mà rất là nhiều đầu tư họ vẫn đang thắc mắc vì sao Dow Jones tăng, SP 500 tăng rất là mạnh, tại vì đảng dân chủ họ có một chính sách là bơm tiền rất là nhiều. Đấy thì Việt Nam mình cũng vậy, xoay con Việt Nam mình cũng là gì, có 3 lần gì giảm lãi suất, đúng không ạ? Và cái gì, và chúng ta cũng sử dụng chính sách tài khoá để hỗ trợ cho những người, chẳng hạn như là cụ thể nhất là ngân hàng nhà nước là gì ạ? Đã đưa xuống chỉ thị cho những ngân hàng thương mại đó là gì, phải gì tái cơ cấu cũng như là giãn cách nợ hay là giữ nguyên nhóm nợ cho tất cả những doanh nghiệp đang bị khó khăn trong đợt dịch Covid ở năm vừa rồi, đúng không ạ? Và
Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy là điểm nhấn sáng ở trên thị trường, trên sàn HOSE chẳng hạn, thì rất là nhiều cái doanh nghiệp họ vẫn, mặc dù Covid nhưng họ vẫn báo cáo lợi nhuận tăng trưởng, đúng không ạ? Thì có rất là nhiều cổ phiếu như vậy. Thì đó cũng là cái những cái cổ phiếu mà chúng ta phải theo dõi cũng như là gì, đưa vào cái watchlist, phân tích chặt chẽ trong kỳ vọng năm 2021. Tại vì ngay cả những thời điểm khó khăn nhất, khó khăn mà họ vẫn... lãnh đạo của những doanh nghiệp đó họ vẫn chèo lái được con thuyền doanh nghiệp của họ đi lên, vượt qua khó khăn, và vẫn công bố những cái mức gì hồi phục từ cái việc gì sau những cái thời kỳ đen tối là tháng 3, tháng 4 là rơi vào quý 1, đúng không ạ? Quý 1 rơi đến quý 2, nhưng mà bắt đầu từ quý 3 và quý 4 họ, những doanh nghiệp đã liên tục đưa ra những cái báo cáo tăng trưởng so với cùng kỳ. Đấy, thì đầu tiên chúng ta phải kể đến là gì ạ? Nhóm ngành mà đã ghi dấu ấn rất là mạnh từ 2020 đến giờ và đến tận 2021, và những cổ phiếu này đang vẫn là ngôi sao sáng tận thời điểm bây giờ, đó là ngành thép, đúng không ạ? Okay. Thì dẫn đầu ngành thép, leader của nó là gì ạ? Là Hòa Phát, đúng không ạ? HBG, đúng không? Đúng không ạ? HBG đấy. Thì tính đến thời điểm bây giờ là Hòa Phát tăng khoảng tầm từ đáy của nó là khoảng tầm 14.5 cho đến tận bây giờ là đóng cửa phiên hôm nay là 42, thì anh Khánh sẽ thấy là ở một cái mức tăng rất là mạnh. Nhưng đặc biệt một cái là vì sao Hòa Phát lại kịp mua đáy Hòa Phát, đúng không? cái ngày đấy thì thật sự chẳng ai nghĩ rằng con của chủ tịch Long là gì ạ, mua khoảng tầm 20 triệu cổ thì đăng ký hai lần liên tục rồi, đấy okay. Thì họ mà nghĩ hồi đó sao lại vô cứng đỡ cái gì thị trường, trong khi Hòa Phát vẫn lăng cổ phiếu ra bán sàng là, nhưng đến thời điểm bây giờ mình mới thấy được tầm nhìn của lãnh đạo. Đúng là họ là những cái người mà hiểu rõ doanh nghiệp họ nhất, họ biết được sức mạnh doanh nghiệp họ đến đâu. Nhưng mà sao Hòa Phát lại được nhắc nhiều nhất trong cái thời điểm bây giờ trong thị trường đầu tư? Tại vì Hòa Phát là một cái cổ phiếu gần như là trụ vốn hóa lớn, mà số tiền nhà đầu tư tham gia vào không bị hạn chế. Okay. Có nghĩa là bất cứ một nhà đầu tư nào có thể mua Hòa Phát, cả số tiền lớn như thế nào phải như thế nào. Rất là nhiều đầu tư họ bị, mặc dù cổ phiếu tăng rất là nhiều nhưng mà cái thanh khoản của cổ phiếu đấy rất hạn chế, họ không tham gia được. Rồi. Nhưng Hòa Phát là một cổ phiếu đáp ứng đầy đủ mọi yếu tố, và họ là cái cổ phiếu mà tạo điểm nhấn cho các quỹ tham gia, và những cái quỹ hầu hết danh mục Hòa Phát luôn luôn là một chiếm thị trọng rất là lớn trong cổ phiếu có trong danh mục của họ. Cổ phiếu kế tiếp thứ hai về nhóm ngành thép đó là Hoa Sen, đúng không ạ? Hoa Sen đấy, từ khi tái cơ cấu nợ xong, đúng không ạ? Tái cơ cấu nợ xong, giảm được chi phí tài chính cũng như là các chi phí cửa hàng quản lý, thì Hoa Sen nó có một cái mức hồi phục về lợi nhuận nó rất là mạnh mẽ. Và Hoa Phan cũng là một cổ phiếu tăng từ 4.500 đồng lên đến tận bây giờ đóng cửa là khoảng tầm 22-23.000, đúng không ạ? Tăng rất là mạnh đấy, cũng là một câu chuyện mà mới đây nhất này, cuối tuần vừa rồi thì Hoa Sen vừa mới ra một cái kế hoạch lợi nhuận là 1.500 tỷ. Trời, đấy, đấy là một cái nhóm ngành thép, là ngành thép đấy. Tiếp nối là bên cạnh nhóm ngành thép là nhóm ngành nào? Đó là nhóm ngành về vật liệu xây dựng. Vật liệu xây dựng nói chung là đi theo với đầu tư công. Đầu tư công, đúng không ạ? Thì cái điểm nhấn của đầu tư công là xuyên suốt từ năm 2019, 2020 là mạnh nhất, là tính đến thời điểm 2020 là chính phủ mình rất là mạnh tay trong việc là chi tiêu đầu tư công để giúp cho hồi phục nền kinh tế, đúng không ạ? Thì 2021 vẫn với một cái sự cương quyết như vậy, okay, và cái chính sách như vậy. Thì cái nhóm ngành đầu tư công thì mới đây nhất là gì? Ngày 5 tháng 1, đây là gì ạ? Là cái việc khởi công sân bay Long Thành. Thì những cái cổ phiếu đầu tư công hôm nay đều tăng trần hàng loạt. Ok, kéo theo nhu cầu vật liệu xây dựng. Thì vật liệu xây dựng thì những cái nhóm ngành này sẽ được hưởng lợi cái việc đó. Gần như đầu tư sự kỳ vọng tương lai. Okay. Mới nghe tin thôi, tất cả những cái cổ phiếu đấy đều tăng. Vật liệu đá, xây dựng, xi măng gì tăng hết, tất cả mọi thứ. Đúng không? Nhựa đường ok, tất cả những cổ phiếu đấy đều dư một chồng. Đúng không? Ngày hôm nay, và nhóm ngành thứ ba mà đang là nhóm ngành gây ra cái sự hot nhất trong một tháng trở lại đây phải kể đến, đó là nhóm ngành chứng khoán. Các công ty chứng khoán, đúng rồi, các công ty tại vì các công ty chứng khoán hiện nay đang được khách hàng quan tâm nhiều. Chúng ta thấy một cái điều rất là đơn giản, gọi là gần như là những người gì ạ, mua bán, mua cũng phải trả phí, okay, bán cũng phải trả phí, tất cả những họ gì chỉ là những người tạo lập của thị trường, là đưa cho những nhà đầu tư tiếp cận với thị trường thôi, đúng không ạ? Mở tài khoản mới, rất là nhiều công ty chứng khoán chẳng hạn như là VN-Direct, đúng không ạ? Trong một năm trở lại, VN-Direct mở hơn 100.000 tài khoản mới cho nhà đầu tư tham gia thị trường. Thì anh Khánh sẽ thấy là cái số lượng nhà đầu tư mới tham gia rất là mạnh. Đấy, thì cái sự hưởng lợi của các chứng khoán khi mà thanh khoản giao dịch những năm trước đây chỉ còn tầm 3.000 đến 4.000 tỷ thôi, bây giờ lên một mức đồ sộ như vậy, lớn như vậy, thì chắc chắn giá trị giao dịch cũng như là phí margin hay là phí giao dịch ở các công ty chứng khoán sẽ tăng lên. Và nhận thấy là trong một tháng trở lại, các công ty chứng khoán tăng rất là mạnh, hầu hết các cổ phiếu đều tăng khoảng tầm 50% trong vòng khoảng tầm 2 tuần. Đấy, tăng liên tục, kể cả là đai công ty chứng khoán của Cường Lập cũng tăng rất là mạnh. Chúc mừng Cường. Giai đoạn nóng của thị trường chứng khoán, nhưng quan trọng là cái đà tăng này nó sẽ còn kéo dài tới bao giờ? Đúng rồi. Đó là một cái trong cái công cuộc đầu tư mà bất cứ ai cũng đều hỏi một câu hỏi như vậy, đúng không ạ? Đó là sự tương lai mà, đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy. Thì nhóm ngành thứ tư, đúng không ạ? Thì nhóm ngành thứ tư là nhóm ngành bán lẻ, tiêu dùng. Vì sao lại chúng ta lại nhắc đến nhóm ngành này? Tại vì những nhóm ngành
như vừa kể trên đó là những nhóm ngành mà được hưởng lợi đấy, được hưởng rất là mạnh mẽ trong cái thời gian vừa qua, đúng không ạ? Còn cái nhóm ngành thứ tư, nhóm ngành bán lẻ và tiêu dùng, thì cái sự kỳ vọng của tiêu dùng nội địa đến từ cái việc là khi mà chúng ta đã làm rất là tốt cái việc kiểm soát dịch Covid trong nước rồi. Bên cạnh đó, vaccine đang được thông qua, được tiêm, được sử dụng rộng rãi, thì cái việc như vaccine như vậy thì thông qua thì nó sẽ là kiểm soát cho cả thế giới luôn. Thì lúc đó thì cái sự niềm tin của nhà đầu tư, tâm lý của tiêu dùng trong nội địa sẽ được kích cầu lên. Thì hầu hết những cái doanh nghiệp chẳng hạn như là MWG hay là BNG, đúng không ạ, những doanh nghiệp về dệt may hay thủy sản hay là tiêu dùng, tất cả những cổ phiếu đấy đều có những cái báo cáo tài chính tháng gần đây nhất thì đều có một cái sự phục hồi và tăng, thậm chí là tăng trưởng so với 2019, và đó là một cái sự phục hồi rất là đáng kể so với thời kỳ quý tháng 3, tháng 4 là những thời kỳ rất là khó khăn khi mà giãn cách xã hội, đúng không ạ, giãn cách xã hội tất cả mọi thứ đấy. Thì đó là chúng ta là nói về bốn nhóm ngành, đúng không ạ? Thì có thể rằng là nói ngắn gọn thôi thì chúng ta chưa thể bóc tách được từng cổ phiếu viết tiếp câu chuyện như thế nào. Cũng như là cái câu hỏi mà anh Khánh rất là thắc mắc ngay cả những cái nhà đầu tư ở đây, đó là đó là những cái gì đã xảy ra rồi. Vậy có tiếp tục không? Có tiếp tục không? Thì chúng ta sẽ hẹn vào một cái buổi kế tiếp để gì? Để chúng ta đưa ra những con số, những cái dẫn chứng và cụ thể và viết tiếp về kỳ vọng tương lai, vì sao những cái nhóm ngành này hay là những cái cổ phiếu nào sẽ viết tiếp câu chuyện năm 2021 này. Đúng không ạ? Cảm ơn Cường rất nhiều. Và chúc cho các nhà đầu tư chứng khoán sẽ tiếp tục tìm kiếm được nhiều thành công trong 2021 này. Đây là thời điểm có lẽ là rất tốt để tham gia vào thị trường với tư cách nhà đầu tư mới. Cảm ơn Cường rất nhiều, và chúng tôi sẽ còn gặp lại quý vị và các bạn trong những số lần sau, khi mà chúng tôi đi sâu vào phân tích từng cái mã cổ phiếu. Hy vọng là có thể là bình luận và phân tích một chút, đi sâu vào các mã cổ phiếu để mọi người có thể có thêm thông tin để tham khảo và đưa ra quyết định giao dịch của mình. Nếu mà mọi người có comment hoặc là phản hồi gì, có câu hỏi gì, xin hãy bình luận với chúng tôi. Thì trong những số lần sau chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào các mã cổ phiếu theo như câu hỏi của rất nhiều bạn gửi về việc phân tích các mã cụ thể để chúng ta đưa ra quyết định giao dịch một cách hiệu quả hơn. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Cường.